Trần Anh Thiền và Ca Đông rồi. Thiền ơi, tuyệt vời. Nghi Thủy, sau đó là pha tấn công 3-3 không thể chê vào đâu được của Tu MC. Như vậy là điểm cho Nghi Hương 5-2. Một pha phạt bóng rất mạnh của Tú MC gáy bước 1 của Nghi Thủy. Sau đó là pha tấn công 3-3 không thể chê vào đâu được của Tú MC. Có thể nói là một pha bóng tự làm tự ăn của Tú. Quá tuyệt vời dành cho Tú MC. Pha phạt bóng của Trần Anh Thiện. Pha phạt bóng rất. Pha phạt bóng rất mạnh của Trần Anh Thiện đi thẳng vào vị trí của trường 2K. Gây bước 1 của chàng trai này. Điểm cho Nghi Thủy 5-6. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ nói lời chia tay với họ ở giải đấu này. Còn nếu như mà Nghi Thủy giành thắng lợi thì họ sẽ có cơ hội để đi tiếp. Và như vậy là thêm một điểm số đổi dành cho đỏ 7-5. Điểm số là 7-8 dành cho Nghi Thủy. Một pha này bóng chưa vượt qua hàng chắn lưới của trường 2K rồi. Điểm cho Nghi Thủy 8-0. Hôm nay em ấy không đi xem. Một pha vào bóng 3 điểm trực tiếp của trường 2K rồi. Điểm cho Nghi Hương 11-9. Hơn 40 cả bấm tay của anh em rồi. Cả bấm tay tương đối hạn chế. Hùng Lan cũng không thể vượt qua hàng chặn của Tú MC. Sau đó là pha ném gạch của Tú MC rồi. Điểm cho Nghi Hương 12-9. Một pha chuyền hai khiến cho chàng chủ công mang áo số 2 bị giật mình. Pha xử lý của Tú MC rất đơn giản nhưng vẫn có điểm. Lỗi thuộc về libero của Nghi Thủy. Bạn chào 300 anh em đang xem nhá. Chúc anh em có một buổi sáng thứ bảy xem bóng vui vẻ. Thêm một pha bỏ nhỏ nữa của Tú MC rồi. 14-11. Anh cảm ơn Tài Nguyễn Trọng nhá. Sáng nay vẫn thi đấu 3 trận anh em ơi. Tú MC rất mạnh đi thẳng vào vị trí của Hùng Lan. Hai số 10 vừa tìm thấy nhau. Nhưng số 10 áo đỏ là người có điểm. Và như vậy là thêm một pha đánh bóng tốt nữa của các chàng trai áo đỏ Nghi Hương. 19-15 rồi. Biên chế câu lạc bộ trẻ Hà Tĩnh đến từ huyện Nghi Xuân. Pha phạt bóng khó chịu của anh Thiện gáy bước 1 của áo đỏ. Nhưng mà Nghi Thu vẫn không có cơ hội để phản công. Sau đó là pha tấn công hàng sau 3-3 có điểm của anh Thiện rồi. 17-19. Một pha phạt bóng tốt của Trần Anh Thiện. Tú hàng sau 3. Hàng sau 3. Đó là câu trả lời của Trần Anh Tú. Một pha dứt điểm quá tốt ở vị trí 3-2. Bóng đi uy lực. Ghi điểm 20-17. Chuyển hài hơi đổ nhưng mà vẫn có một pha đánh bóng tốt đến từ Hùng Lan. 23-23. Rất bất ngờ. Tú MC hay không? Một tốt. Anh Thiền và Tú MC. Không được anh em ơi. Đẳng cấp và bản lĩnh của Tú MC đã được thể hiện. Một pha đánh bóng dọc sân. Điểm cho áo đỏ 24-23 dành cho anh Thiện, nhưng quan trọng là bước 1 như thế nào đã. Bước 1 tốt rồi. Thiện ơi, không vượt qua hàng chắn nhưng cơ hội vẫn còn. Không được. Sau đó lại là kinh nghiệm của Tú MC giải nguy cho Nghi Hương. Sau đó là pha xử lý bóng có điểm của Trần Anh Tú. Đổi điểm cho áo đỏ 3-0.
Câu trả lời tốt của trường 2000. Ở dưới sân thì đang là thầy sự xuất hiện của Thái Nguyên, Hà Mạnh Hùng cũng như là Ngọc Đinh rồi. Vậy như vậy là thêm một pha đánh bóng tốt nữa của trường 2K. Và tấn công hoặc sau uy lực nhưng thủ bóng cũng rất tuyệt vời. Sau đó cũng là một pha trả lời của Hùng Lan, nhưng hàng thủ áo đỏ cũng như là bóng bên kia hoạt động tốt. Sau đó là phạt cướp ngò qua kẹp của trường 2K, điểm cho áo đỏ 7-6. Cuối cùng anh em nhá, trận đấu thứ 3 và phòng thủ quá mạnh của Khánh Hưng, 7-7 cho Nghi Thủy. Cảm ơn Tài Mít nhá. Sau đó là một pha ném gạch của Trần Anh Thiện, nguyên đánh Trần Hải nhá. Pha ném gạch tốt của Tú MC, 11-10. Vâng, lại là Tú MC. Dạ vâng anh Giai ơi, đừng xa quá anh nha, không quay được. Sau đó lại là một pha đánh bóng như tầm tốt của ngôi sao trẻ anh Thiện, 11-13. Khách sạn chúc mơ mạnh nhất giải đấu này anh em ơi. Là như vậy thêm một điểm số nữa dành cho Nghi Hương. Vẫn là pha đánh bóng quen thuộc của số 10 Tú MC. Một pha phạt bóng quá tốt của Tú Trần, điểm cho Nghi Hương 15-11. Sau lưng anh nhá, sau lưng anh chỉ có tầm rèm thôi, có thấy em đâu. Một pha tấn công hàng sau 3-2 của Tú MC ghi điểm cho Nghi Hương 16-12. Để ủng hộ cho bạn thêm được những nút like miễn phí được không? Và gáy bước 1 của anh Thiện và pha đánh bóng ngay từ bước 2 của Hùng Lan. Sau đó lại là Tú MC trả lời 17-12 rồi. Câu trả lời quá tốt của Trần Anh Thiện, 19-21. Nó cũng hơi bốc mùi một chút, nên là khán giả ngại không ngồi ở đấy anh em nhé. À, như vậy là thêm một điểm số nữa dành cho Nghi Thủy từ pha phạt bóng trái phá của Trần Anh Thiện, 20-21. Và bóng trong sân 21-21. Ngay lập tức tình yêu xin lập đường trận đấu để hỏi chào em gái và chào tất cả mọi người nhá. Cơ hội rồi. Trận hôm nay trường 2K bị chặn khá rát. Không qua. Điểm cho Nghi Thủy 22-22. Một pha chắn đơn của một đội binh cũng đã phong tỏa được trường 2K rồi. Có thể nói sự va vấp từng trải sẽ được học hỏi ở những thời gian tiếp theo. Sau đó lại là Tú MC gánh tem 23-22. Sau đó là câu trả lời tốt của Hùng Lan, 23-23. Đúng một tốt. Và pha chắn tốt của trường 2K, Mad Boy dành cho đỏ 24-23.
một điểm số nữa nếu áo đỏ có điểm họ sẽ kết thúc trận đấu này và thắng lợi chung cuộc là 2-0. Sau đó thủ đẩy bóng ra ngoài 24 đều. Trời ơi, không được. Sau đó là một pha xử lý quá ngơ ngẩn và hơ hình của chàng trai chuyền hai mang áo số 9 bên màu áo của Nghi Thu. Bước một tốt. Biên hai anh Thiên. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Pha đẩy bóng trên cần của anh Thiên. 26 đều. Bước một tốt rồi, không phải một pha bước một lỗi của trường 2K. Sẽ là cơ hội phản công cho Trần Anh Thiền và các đồng đội. Thiền ơi, tuyệt vời. Tuyệt vời. Và ném gạch của Trần Anh Thiền rồi. 27, 26 rồi. Gãy bước một rồi. Tú ơi, tuyệt vời. Tuyệt vời. Tú vượt khó. 27 đều. Tú. Lại là Trần Anh Thiện. Điểm cho Nghi Thủy. 28-27. Và phạt bóng quá mạnh của Trần Anh Thiện. Sau đó lại là Tú FC. Cái đẳng cấp của Tú FC vừa được thể hiện. 28 đều. Và phạt bóng chưa qua lưới của Tu Trần. 28-27. À xin lỗi, 29-28. Vẫn là Tu FC vượt khó anh em ạ. Chuyển hai lên rằng tin tưởng vào Tu FC. Và chàng trai này đáp lễ bằng một tình huống tấn công hàng sau 32 uy lực. 29 đều. Anh ở sân nhà thi đấu thị xã Cửa Lò nhé. Một pha nhấm vạch của Thú FC. Nhưng theo quyết định của trọng tài thì vẫn điểm cho Nghi Hương. 30-29. Mặc một tình huống cắt còi lỗi của trọng tài cho. Sau đó là pha đảo chiến của Hùng Lan. 30 đều. Pha bóng trọng tài là không được tốt anh em ạ. Ngày hôm qua đến giờ trọng tài mắc rất nhiều lỗi. Và như vậy là một pha đánh bóng của trường 2K. Nhưng theo quyết định của trọng tài thì bóng đã chạm tay. 31-30. Trận đấu rồi. 32-30 là tỷ số chung cuộc của trận đấu này. Chúng ta xin chúc mừng cho Nghi Hương, họ đã có chiến thắng đầu tay. Chúng ta nói lời chia tay với anh Thiên Hùng Lan ở trận đấu này.